Ok được rồi. Thế thì sau các buổi chúng ta học về định danh xác thực thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểm soát truy cập. Nó là một một phần mà nó là một combo đi với nhau ấy, định danh, xác thực rồi cấp quyền. Thì anh em mình hiểu nôm na là định danh đấy là cấp cho một danh tính, đúng chưa? Cấp cho một cái ID nào đấy, một username gì. Định danh là người người này là ai, đây là Alice, đây là Bob, Alice123a@gmail.com chẳng hạn. Và định danh thì là danh tính duy nhất của người ấy trong hệ thống. Xác thực là để một người nào đó tự xưng mình là ai thì hệ thống nó sẽ xác thực xem là xác nhận là xem mà liệu đây có đúng là người mà nó xưng không. Còn kiểm soát truy cập hay cấp quyền nó là gì? Cấp quyền nó là khi mà một người dùng nào đã được xác định danh tính rồi, chúng ta biết đấy là ai rồi, thì người dùng ngoài sẽ có quyền hạn gì ở trong hệ thống. Hệ thống có thể có rất nhiều quyền hạn khác nhau, chẳng hạn là quản trị viên thì sẽ làm một việc, người dùng bình thường là một việc, người dùng nạp VIP lại một việc khác. Những người đấy sẽ có những cái chức năng và nhiệm vụ của mỗi người. Người này thì sẽ có quyền làm gì, người kia có quyền làm gì. Em là chủ một fanpage thì em phải có quyền làm gì với fanpage đấy. Em có quyền đăng bài post dưới danh nghĩa fanpage, em có thể sử dụng fanpage đấy để inbox người khác chẳng hạn. Em là một một người bình thường thôi, một member bình thường, một thành viên bình thường thôi thì em phải có quyền gì. Em là một quản trị viên thì em có thể cấp cho người này làm cái gì, người kia làm cái gì. Đặc biệt là chẳng hạn như ở trong những cái hệ thống về quản lý tài sản hay quản lý ở quán cà phê hay là tạp hóa ấy, thì admin có thể là người mà kiểm soát được xuất nhập như thế nào, giá tiền bao nhiêu, nhập số lượng nhập là bao nhiêu, từ đâu. Nhân viên thì có quyền là bán xuất hóa đơn. Thành viên thì có quyền là đặt mua một cái gì đấy. Thế thì mỗi người nó sẽ tùy thuộc vào vai trò trong hệ thống, nó còn có thể tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Thì chúng ta sẽ học cách làm thế nào để một mô hình người ta cấp quyền. Nên nó sẽ có nhiều kiểu cấp quyền khác nhau dựa trên các mô hình khác nhau. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái mô hình trong đó, chẳng hạn như là mô hình kiểm soát truy cập bắt buộc, mô hình kiểm soát truy cập tùy ý, mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Đó là ba cái chính mà chúng ta sẽ lướt qua. Chúng ta sẽ có nguyên một học phần chỉ về những cái này thôi, nó là an toàn cơ sở dữ liệu. Anh sẽ cố gắng, anh sẽ đưa một vài cái thông tin ở trong đấy sang đây để cho mọi người hình dung. Đấy thì anh em mình sẽ đi vào bài ngày hôm nay. Kiểm soát truy cập, access control. Chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất cấp quyền là gì. Và thứ hai là có những mô hình kiểm soát truy cập nào. Đấy, hành động cấp quyền hay là authorization. Thì mọi người hãy nhớ là thằng này authorization thì nó là cấp quyền nhé. Còn cái authentication thì nó là xác thực. Thì hai từ này rất hay đi với nhau. Authentication và authorization. Thì nhớ là authentication là để xác định một định danh của một người, danh tính một người liệu có hợp lệ, có đúng đắn hay không. Còn cấp quyền là sau khi đã xác thực xong rồi thì mình sẽ xác định là chủ thể này sẽ có quyền làm gì, thực hiện những thao tác nào với những tài nguyên nào. Cấp quyền là việc xác định một chủ thể, một subject đã được xác thực, có nghĩa là qua bước authentication rồi, và được phép thực hiện những thao tác nào lên những đối tượng nào trong hệ thống, có thể đọc file này, có thể ghi file này, có thể sửa file này chẳng hạn. Thế thế thì mọi người sẽ thấy ở đây chính là ba cái combo đúng không, anh vừa nói đấy. Thế thứ nhất là identification, định danh này, thứ hai là authentication, xác thực này, thứ ba là authorization, cấp quyền này, đi theo đúng thứ tự. Thế thì mọi người thấy authentication chính là cho phép để từ chối hay là từ chối truy cập. Cái bước mà chúng ta xác thực thì xác thực xong là mình sẽ có thể truy cập vào hệ thống đúng không? Nhưng mà các truy cập vào hệ thống thì mình được quyền thao tác gì thì chúng ta sẽ phải thông qua bước authorization. Mọi người có thể đọc qua những cái ví dụ ở trên này. Để đảm bảo cái tính an toàn thông tin của việc cấp quyền này này thì nó sẽ phải đảm bảo một cái tính chất rất quan trọng là nguyên tắc đặc quyền tối thiểu. Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu có nghĩa là trao một cái đặc quyền tối thiểu đủ để người đấy hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ của người đấy thôi. Chỉ cấp cho chủ thể tập hợp tối thiểu các quyền
truy cập đủ để chủ thể đó thực hiện các chức trách và chức năng của mình trong hệ thống. Anh làm việc ở trong phòng an toàn thông tin thì anh chỉ được phép tiếp cận các thông tin về an toàn thông tin. Anh không được phép tiếp cận các thông tin về chẳng hạn là dev hay là tester, deploy chẳng hạn. Thì những cái đấy anh không không được phép truy cập vào. Anh chỉ được phép xem phòng những cái gì của phòng an toàn thông tin thì mình chỉ được nhìn trong đấy thôi. Ở dưới đấy mọi người sẽ thấy là bán hàng thì không được xem về số liệu kế toán. Người dùng thì không được cài đặt phần mềm hay là cấu hình mạng. Ê, khi mà người dùng cái hành vi mà chúng ta cấp quyền cho người dùng ấy thì mình sẽ sử dụng và thông qua một cái cơ chế gọi là cơ chế kiểm soát truy cập và access control. Kiểm soát truy cập là gì? Là tập hợp các cơ chế cho phép người dùng, cho người quản trị hệ thống tác động lên hành vi, công dụng, nội dung của hệ thống đó. Đấy, kiểm soát xem là một người dùng khác, một subject nào đó có quyền gì với một object nào. Cho phép xác định người dùng được làm những gì, được truy cập những tài nguyên nào và thực thi những tác vụ nào trong hệ thống. Đấy, nói đi nói lại thì từ đến giờ nó cũng là ná thằng cấp quyền thôi. Đấy, một thực thể trong kiểm soát truy cập thì chúng ta sẽ có là chủ thể, SC là subject, object là đối tượng, mình có thể làm gì với cái file này. Đấy, mình làm gì với file nào, thì cái file nào mà chính là object này. Và mỗi chủ thể cũng là một đối tượng, có nghĩa là anh thì sẽ được quyền làm gì, chat gì với em mới có quyền chat gì với người nào đấy khác. Anh có quyền thao tác gì với một cái đối tượng, một phần mềm nào đấy, phần mềm nào đấy thì lại có quyền truy cập vào những cái thông tin nào trong hệ thống chẳng hạn. Thì một chủ thể cũng là một đối tượng ở trong hệ thống. Và chúng ta sẽ đi qua ba cái mô hình kiểm soát truy cập. Kiểm soát truy cập tùy chọn, kiểm soát truy cập bắt buộc và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Trong này thì hình như là thầy cũng chỉ nói sơ qua thôi. Thế cái kiểm soát truy cập tùy chọn thằng này nó rất phổ biến ở trong Oracle. Discretionary access control. Kiểm soát truy cập này là dựa trên định danh của chủ thể, định danh của nhóm và thằng này. Tùy chọn có nghĩa là chủ thể này thì có thể chuyển quyền, trao quyền của mình cho một người khác. Anh là một thằng giám đốc. Anh có quyền là xem thông tin của nhân viên. Anh có quyền là trao lương cho các nhân viên. Anh thuê một thằng kế toán. Vậy anh cấp cho thằng đấy hai quyền kia. Anh trao cho nó là tao là giám đốc, tao cho mày kế toán, là mày có quyền được xem thông tin của các nhân viên, thông nhân viên đang làm ở phòng nào, xem lương của bọn nó và trao lương cho bọn nó. Thì đấy là trao quyền. Chủ thể có một số quyền nhất định, có thể chuyển quyền của mình cho một chủ thể khác. Anh có thể đọc được và sửa được cái file Excel này. Anh muốn chia sẻ cái file Excel cho mọi người cũng có thể đọc và sửa cái file Excel đấy. Thì đấy là trao quyền. Anh em mình thi thoảng anh em mình nếu mà thao tác với cả Word, Excel online thì mọi người đều biết thôi, có những cái chia sẻ cho người khác xem hoặc là chia sẻ cho người khác chỉnh sửa. Và thằng này sẽ được biểu diễn bằng một cái ma trận kiểm soát truy cập, hay là Access Control Matrix, ma trận kiểm soát truy cập của Lamson. Mọi người sẽ thấy là nó sẽ chia thành cột bên trái chính là các chủ thể và cột bên phải, dòng cột bên phải là một một bên thì sẽ là một chủ thể subject và một bên là object. Thì Bob thì được quyền làm gì với hệ điều hành OS? Bob thì được quyền làm gì với cả phần mềm accounting, phần mềm kế toán? Bob thì được quyền làm gì với cả dữ liệu accounting, dữ liệu kế toán? Bob thì được quyền làm gì với data insurance, thông tin về bảo hiểm, data payroll, vân vân. Đấy thì ở đây mọi người sẽ thấy Bob mới có các quyền là người bên trái sẽ có quyền làm gì với người bên phải đấy, với cái cột bên phải đấy. Thì Bob có quyền đọc, read, execute, thực thi ở trên hệ điều hành. Bob thì có quyền đọc và thực thi các chương trình về accounting, kế toán. Bob thì có thể đọc các dữ liệu về kế toán, nhưng mà không có quyền gì với cả insurance data, không có quyền gì với cả payroll data cả. Tương tự thì Alice thì sẽ có quyền gì với một chủ thể ở đấy. Thế thì cái ma trận access control này thì nó sẽ có thể mô tả một cách rất đầy đủ chủ thể nào có quyền gì hệ thống.
nhưng mà lại khá là khó quản lý.